Trong tập trước, mình có đi mai, nhưng mà một cái chuyện không may nó xảy ra là mình bị chết đuối. Và thế là mất sạch hết đồ luôn. Sau khi quay trở về thì hai thằng em của mình cũng đã vừa đi mai về xong. Thì mình mới phát hiện ra là hai thằng em của mình thằng nào đấy cũng đồ kim cương sang bóng hết cả lên. Thế là mình bắt đầu vứt hết tất cả liêm sỉ của mình đi để mà trở thành nô lệ cho bọn nó. Nhưng mà đời không như mơ các bạn. Tuy là trở thành nô lệ làm việc rất là quần quật luôn, nhưng mà hàng này nó kiếp thực sự luôn, chả cho mình được tí đồ bùng bè gì đấy. Không biết là trong tập này sau khi mà trở thành nô lệ tiếp cho chúng nó thì có được đồ ngon hơn hay không, hay là chúng nó lại tiếp tục hành hạ mình đây. Để xem điều bất ngờ gì sẽ xảy ra hôm nay, các bạn cùng đón xem nhé. Mới bắt đầu còn chưa ngủ được tí nào nữa thì bỗng dưng nửa đêm thằng Kira nó kêu anh em mình ra giữa làng tụ họp cái cùng què ấy, để xem là tụ họp cái gì ta mà gấp thế nhở. Bây giờ đây này nhá. Nghe mà. Tôi làm trưởng làng, em sẽ là phó trưởng làng. Mọi người có đồng ý không? Không. Đồng ý không? Đồng ý không? Không. Mà tôi đứng im đi. Dạ có. Do là bọn em là trưởng làng hay phó trưởng làng cho nên mọi người muốn sống trong cái ngôi làng này, mọi người nộp xu thuế. Xu thuế à? Xu thuế hay là xu hướng? Xu thuế. À xu thuế. Thuế. Nhưng mà từ từ khoan đã. Trước khi làm trưởng làng thì trưởng làng có thể rút cây cung ở trong đít anh ra cái không? Cái tên. Nó rắt đấy. Nó rắt đấy, khó chịu á. Nhiệm vào là người thu thuế. Nào mọi người nộp thuế. Ơi! Trưởng làng kia đánh người ta là cái không thích rồi đấy. Nghe chưa? Nghe chưa? Đóng một kim cương nghe chưa? Vãi nồi. Mọi người đồng ý không nhỉ? Bây giờ không nói chuyện. Đấy, bắt đầu giàu có là những cái lòng tham nó lại trỗi dậy đấy các bạn. Chả hiểu sao đè ra cái luật lệ gì mà nó hà khắc mà nó gọi là bóc lột sức lao động luôn rồi, chứ còn gọi là trưởng làng cái cùng quê này nữa. Thôi lại còn đánh nữa. Ôi dồi, tôi hết lời nói với cái trưởng làng này rồi đấy. Là rồi thì mình cũng chả còn lời nói nào nữa. Với lại mình thì thấp cổ bé họng, có cái đồ gì trên người đâu. Thế là thôi cũng phải đồng ý cho qua chuyện chứ còn gì nữa. Này có được. Nhà mọi người có đồng ý không đấy? Mọi người có đồng ý không? Đồng ý. 10 điểm. Đấy, đồng ý được rồi. Anh có ý kiến gì không? Anh không. Không, bọn tôi cần cái tinh thần tự nguyện chứ hay cần kiểu bỏ ép đâu. Anh có đồng ý không đấy? Tao đồng ý. Anh có thật lòng có đồng ý không? Tôi phải đồng ý rồi, ok chưa? Anh đồng ý nhá. Tao đồng ý. Anh tao đồng ý mà. Tao đồng ý còn gì nữa. Đồng ý mà tới đậu. Ôi ơi. Tới đậu nè. Đấy, đúng là bộ mặt thật mà. Chúng nó giàu, chúng nó có quyền mà. Ai biết được gì đâu. Đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong. Bây giờ mới mình sống như thế nào ấy. Cũng may là trong đây mình chữ một ít sắt. Vậy nên là mình cũng làm tí cái mũ cũng như là cái giáp để mặc cho nó an toàn cái. Không biết là thì bị đánh thật là lại đi ngủm ấy. Trong lúc hai trưởng làng đang rượt đuổi anh Kiro và không để ý thì mình có vào trong nhà và... Nhanh. Mới một phút trôi qua và cũng vừa chớp mắt một cái thôi. Thì chả hiểu sao anh Kiro đã phạm tội tày trời gì rồi. Đến cứ mức mà Kira phải xây cái nhà tù này. Gấp luôn ạ, ngay trong đêm ạ. Không có biểu hiện gì đấy. Ăn năn hối lỗi gì cả. Không xứng đáng được hoan hồng. Mọi người, này, nói nghiêm túc này. CC. Hình phạt được tăng lên 15 phút xúc phạm trưởng làng. Nào anh kia là con cáo mà. Xúc phạm trưởng làng. Đừng đấy thêm một lúc nữa. Mọi người phạm nhân đói mọi người. Alo. Kệ phạm nhân. Phạm nhân như quẩy vua đâu mà đòi người đón bón đồ ăn nhau. Đói mệt mọi người ơi. Đòi ăn cứ thể bói vô đó. Có người chơi phạm nhân này mở cửa ra. Có người muốn thăm tù này. Đây có người muốn thăm tù này vô đây. Vô con. Đi dụ vô. Đây, có người muốn thăm tù này, đi, mon ra đây. Sao đi gốc, đâu ra? Đây, đây. Vừa. Đi gốc ở đâu ra? Trong lúc mà mình có đang đi hóng hớt thì Kira bắt mình là phải đi làm thịt anh Kiro. Nhưng mà anh em mà, mình đâu nỡ gọi lòng nào gọi là độc ác đến như thế giống như hai thằng này đâu. Đấy, và thế là mình cũng chịu kết cục như vậy. Trong lúc mà mọi người đang xử anh Kiro thì mình có quan tâm Monster, mình lại đi trang trí nhà cho Monster một tí thôi. Nhưng mà thằng này thì lòng tốt của mình nó lại không nhận các bạn ơi. Ở gì đấy? Ai làm gì đâu? Mình cười. Mày nghĩ mày to lắm à? À mày to, em rất to. Anh mới đập cái nhà của em. Đập rồi nào, đánh đâu còn búp thêm cho này còn. Ok.
Nào. Ô thằng này ngứa tay đó. Ủa? Ủa gì đồ ở đâu đây vậy? Nước chung lên. Tự nhiên nước chung lên. Xong trộn trộn. Do là cái làng này bắt đầu gọi là có cái sự bất hòa đấy. Và cũng như là không khí xung quanh rất là căng thẳng. Nên là mình có góp vui một bài hát. Anh cô đơn giữa tinh không người, muốn con sóng con số vào đây. Cô đơn giữa mênh mông người, và ta cô đơn đã 2 triệu năm. Nước đã hình thành trong 1 triệu năm. Cát hình thành trong 1 triệu năm. Bình ngục đúng không? Sao em làm anh buồn sau hàng triệu năm? Trăm ngàn con sóng số. Anh nào mình trong nước thì anh làm anh nóng khô. Nếu em trong tay khá bảnh cũng khá đúng thì ra lỏng đập nhà tôi đủ mấy lỗ đây này. Này hứa này vào tù tu tâm chứng tính này. Hát xong thì mọi người vui vẻ lắm. Và thế là Kira có thưởng cho mình một món quà cực kỳ là đặc biệt luôn. Đi đi tù hát hay đi vô. Hát thế mà hay á. Đi vô tù luôn đi. Mãi rồi. Nếu hát hay là một tội ác thì tôi vô tội mà. Vô tội nhưng mà không có đồ kim cương là có tội. Nghe chưa? Chú đất, chú đất như mình vậy. Vào cái tù nó đã bé tí rồi mà ông Kira này lại còn đề ra cái luật lệ trông nó có khoai sọ không cái chứ. Đá này bài cao đây lắm là... này. Đá. Nào đây. Thôi, ở đây là có phạm nhân nghe lệnh nè. Đây là có 2 hạt giống. Phạm nhân, việc của phạm nhân là phải nhân 10 hạt giống thì mới được ra khỏi đây. Hiểu. Mà đây, nước làm đi. Chỗ số nước đi. Đây. Nhưng mà anh không cần. Công cụ trưởng làng ơi đưa em cái cuốc kim cương đi. Cái cuốc vừa thấy xong phít đào rồi. Cuốc này cuốc đá mà. Chúng làng mắt mù à? Cuốc được đất này được rồi. Mẹ mày bị mù à? Ơ kìa đúng. Bị mù à? Cái gì vậy? Đang trong tù tự nhiên nó giải phóng mình ra ngoài tù ạ. Và thế là trốn thôi. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Trốn thì cũng có trốn được bao nhiêu đâu. Xong chúng nó lại tìm ra chúng nó đánh giò để chết dở. Thôi thì đi tự thú thôi. Đây. Đi vô tù nhanh lên. Đấy có ai trốn đâu cơ. Bao giờ nó thành 15 mà giống thì được ra ngoài. Nào mở cửa ra, mẹ ấm này. Đấy. Mở ra cho tao. Rồi đúng rồi, tốt lắm. Đóng cửa ra. Trường làng, đóng cửa ra, đây này, tốt. Trường làng. Trường làng, nhìn này. Này này, trường làng nhìn này. Em đặt đó hoa đúng không? Đó. Chùi đít. Trường làng như vậy đấy. Đi xúc phạm trường làng này. Ủa, sao mấy cái đồ này quen đấy. Coi kiểu làm gì không kìa. Đấy, mở cửa lên. Mở cửa á. Đó, đóng cửa lại. Tù nhân thấy ông nội gì. Nào, ok, đâu đưa phân bón đây nào. Đưa anh, mấy thằng tù nhân kia. Mấy thằng tù nhân kia. Coi chừng nào. Kể lại chị ra, tôi đập cửa vô đó. Đã sợ mày chắc. Monster ơi, đổi người Monster ơi. Anh ở tù hơi lâu rồi đổi người, đổi vai. Mấy thằng tù nhân này là phải lấp lại này, không cho nó thoát. Đấy, các bạn tưởng mình đi tù mà gọi là khổ á. Không, chúng nó mới là khổ ấy, chứ mình sướng vãi cả cực kìa. Và sau 47-49 ngày ở trong tù thì anh em mình cảm thấy như là hơi ngột ngạt và khó thở. Thế nên là anh em mình bắt đầu lên một cái âm mưu để... Cây thế nào xong viết nhờ? Ổn không nhờ? Ngồi đây anh, ôi cây sắp lớn này này. Anh có xương để em phần bón bón phần đây. Anh đang thổi, anh đang thổi cho lớn đây. Ok anh. Đấy. Đấy, em cũng đang chăm đấy em mà. Sao mấy cây này kỳ cục ấy. Cây này anh đặt tên này, đấy. Cây này anh đặt tên Monster Kira này. Mấy cây này anh bật cổ hết. Này. Trong khi nhìn anh vặt cây này đấy. Ơi ừ, cây anh trồng, ôi anh trồng màu lớn hết, đúng là mát tay thật luôn đấy. Ừ đấy. Sao trong tuổi cái mày vui nhỉ? Đấy. Này anh vặt cây. Cái cây này tên là Kira. Ơi. Cây nào? Đang trồng cây mà. Sao đánh xa ấy con mẹ. Đứng lại. Vâng, rất là có cố gắng. Nhưng mà cuối cùng thì kết cục đó vẫn như thế thôi. Vẫn không thể nào thoát khỏi được cái vòng tay của hai con ác quỷ kia được. Vượt ngục không thành công thì các bạn biết kết quả rồi đấy. Những tháng ngày sau mình bị hai anh em chúng nó hành hạ đến mà thối người luôn. Đấy là không còn lối thoát nữa các bạn.
chạy đâu nghe, chạy đâu nó tìm nó đánh à. Các bạn nhớ báo thù cho mình nhé, chứ bây giờ là mình bất lực lắm rồi.